Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày 13 tháng 3 và tại Hà Nội đang có một bầu không khí lạnh. Ảnh hưởng bầu không khí lạnh này khiến cho thủ đô Hà Nội có nền nhiệt chỉ còn 19 đến 20 độ C so với 25 đến 26 độ C của ngày hôm qua. Tất nhiên, đây là một tin vui với các cầu thủ U23 Việt Nam vì thời tiết này sẽ giúp cho các cầu thủ U23 Việt Nam cảm thấy thoải mái hơn và tránh bị mất nước. Bên cạnh đó thì 5 cầu thủ U20 Việt Nam vừa thi đấu xong vòng chung kết U20 châu Á năm 2023, bao gồm có Quất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Quốc Việt và Bùi Vĩ Hào cũng không bị sốc nhiệt. Lý do là bởi ở Uzbekistan, trong giai đoạn mà U20 Việt Nam thi đấu thì trời cũng tương đối lạnh, nhiều gió với biên độ nhiệt dao động từ 12 đến 15 độ C. Cho nên cái nền nhiệt hiện tại ở Hà Nội là 19 đến 20 độ C và gió cũng rất là mát mẻ, sẽ giúp cho các cầu thủ U20 Việt Nam có thể sự hòa nhập nhanh hơn với các đàn anh U23 Việt Nam. Cũng cần phải nói thêm, đây là 5 cầu thủ mà U20 Việt Nam duy nhất được Philippe Chuzier triệu tập lên U23 Việt Nam. Và ngay trong ngày đấu đầu tiên của các đàn anh thì họ đã phải chia nhau ra. Huấn luyện Philippe Chuzier đã xếp 4 cầu thủ ra làm 4 nhóm cho tập luyện. Chúng ta thì thấy rằng là Văn Trường thì là đội nhóm không mặc áo bíp, Quốc Việt thì vào trong nhóm áo bíp màu xanh da trời, với Đức Việt thì nhóm màu xanh là lá, màu xanh là màu cam, còn Quốc Văn Khang thì màu xanh lá cây. Đấy, chúng ta nhìn thấy rằng là những cầu thủ thì được chia tách ra thay vì được gộp chung vào một nhóm. Và sau giai đoạn khởi động thì 4 nhóm này lại chia nhau ra lần lượt thành các cặp đấu và liên tục đấu với nhau trong một phạm vi hẹp. Và không ít lần thì chúng ta nhìn thấy là Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường đấu với nhau, hay là Đức Việt đấu với Nguyễn Quốc Việt, hoặc là chéo nhau nữa là Văn Khang đấu với Quốc Việt, Văn Trường đấu với Đức Việt. Các nhóm cầu thủ này đối đầu với nhau, tranh bóng với nhau một cách trực diện. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh đồng đội của nhau U20 Việt Nam tham dự vòng chung kết U20 châu Á sát cánh như vậy. Tuy nhiên, khi bước vào một tập chuyên môn của U23 Việt Nam, với sự chỉ định của Philippe Chuzier, họ sẽ phải đảm bảo đúng yêu cầu của ông Chuzier. Và các cầu thủ đã thi đấu một cách rất chuyên nghiệp, họ tập luyện năng nổ, nhiệt tình, cố gắng xin bóng, tích cực tranh bóng, và việc mà họ đối đầu với nhau, tranh bóng với nhau cũng rất là thú vị. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải nói thêm rằng là các cầu thủ U20 Việt Nam, kể cả Văn Trường hay Văn Khang, thì vẫn liên tục được các trợ lý nhắc nhở từ việc phải tích cực di chuyển không bóng nhanh hơn, chuyền bóng phải nhiều hơn, quan sát linh hoạt hơn, và đó cũng là những điều mà các cầu thủ sẽ phải được tích lũy thêm kiểu U23 Việt Nam. Và chúng ta cũng rất là mừng khi mà Văn Khang hay là Văn Trường cũng hòa nhập rất nhanh với các đàn anh. Các cầu thủ Đức Việt, Quốc Việt hay là Vĩ Hào thì cần thêm một thời gian chút nữa, thì cũng là dễ hiểu thôi, thì Văn Khang, Văn Trường thì từng vốn dĩ đã từng góp mặt với cả đội tuyển U23 Việt Nam ở cái vòng chung kết U23 châu Á năm 2022 diễn ra tại Uzbekistan vào năm ngoái, cho nên là họ cũng nhanh chóng là quen với những cầu thủ như Văn Tùng, bạn là Long của Hà Nội FC, rất nhiều bạn là đã cùng sát cánh với nhau rồi, qua Văn Chuẩn nữa, vì thế mà cái bầu không khí cũng hòa nhập cũng nhanh hơn. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem là đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập luyện như thế nào. Cũng cần phải nói thêm là trước đó thì ông Chuzier đã định tập lên 4 cầu thủ nữa của U20 Việt Nam. Đấy là Cao Văn Bình, Nguyễn Đình Bắc, Đinh Xuân Tiến và Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, câu lạc bộ chủ quản của họ đây đã xin giữ lại để phục vụ hoạt động chuẩn bị chuyên môn. Đến đây thì chúng mình cũng khép lại cái video ngày hôm nay. Mọi người theo dõi thêm phần tập luyện của các cầu thủ U20 Việt Nam tại đội U23 Việt Nam vào sáng nay. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu mọi người cảm thấy hay, hãy nhấn like, share và subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.